là tôn quý, là cao cả, là diệu, là vi diệu, là thượng, là vô thượng, vô đẳng, vô đẳng đẳng. Bấy giờ Xá Lợi Tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát, vì sao phải hướng dẫn phát triển Bát Nhã Ba La Mật Đa? Phật dạy: Xá Lợi Tử, các đại Bồ Tát nào không vì hướng dẫn phát triển sắc, chỉ hướng dẫn phát triển Bát Nhã Ba La Mật Đa, không vì hướng dẫn phát triển thọ tưởng hành thức, chỉ hướng dẫn phát triển Bát Nhã Ba La Mật Đa, cho đến không vì hướng dẫn phát triển trí nhất thiết, chỉ hướng dẫn phát triển Bát Nhã Ba La Mật Đa, không vì hướng dẫn phát triển trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, chỉ hướng dẫn phát triển Bát Nhã Ba La Mật Đa, không vì hướng dẫn phát triển tất cả pháp, chỉ hướng dẫn phát triển Bát Nhã Ba La Mật Đa. Xá Lợi Tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vì sao đại Bồ Tát không vì hướng dẫn phát triển sắc cho đến tất cả pháp, chỉ hướng dẫn phát triển Bát Nhã Ba La Mật Đa? Phật dạy: Xá Lợi Tử, vì sắc cho đến tất cả pháp, Bồ Tát vô sanh, không đắc, không hoại, không tự tánh. Các đại Bồ Tát không vì hướng dẫn phát triển sắc cho đến tất cả pháp, nên hướng dẫn phát triển Bát Nhã Ba La Mật Đa. Khi ấy Xá Lợi Tử lại bạch Phật: Các đại Bồ Tát hướng dẫn phát triển Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế cùng với pháp nào hợp? Phật dạy: Xá Lợi Tử, các đại Bồ Tát phát sanh Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy không hòa hợp cùng với tất cả pháp, do không hòa hợp nên được gọi là Bát Nhã Ba La Mật Đa. Xá Lợi Tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy không hòa hợp với tất cả pháp nào? Thế Tôn dạy: Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy không hòa hợp với thiện pháp, không hòa hợp với bất thiện pháp, không hòa hợp với pháp có tội, không hòa hợp với pháp vô tội, không hòa hợp với pháp hữu lậu, không hòa hợp với pháp vô lậu, không hòa hợp với pháp hữu vi, không hòa hợp với pháp vô vi, không hòa hợp với pháp có nhiễm, không hòa hợp với pháp vô nhiễm, không hòa hợp với pháp thế gian, không hòa hợp với pháp xuất thế gian, không hòa hợp với pháp tạp nhiễm, không hòa hợp với pháp thanh tịnh, không hòa hợp với pháp sanh tử, không hòa hợp với pháp niết bàn. Vì sao? Xá Lợi Tử, vì Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm đối với tất cả pháp vô sở đắc, cho nên không thể nói hòa hợp với pháp như thế. Lúc đó trời Đế Thích liền bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm há cũng không hòa hợp với trí nhất thiết? Phật dạy: Đúng vậy, đúng như lời ông nói, Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm cũng không hòa hợp với trí nhất thiết, vì do đây đối với kia vô sở đắc vậy. Trời Đế Thích bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vì sao Bát Nhã Ba La Mật Đa đối với trí nhất thiết không hợp không đắc? Thế Tôn dạy: Chẳng phải Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm đối với trí nhất thiết như danh, như tướng, như chỗ tạo tác, có hợp có đắc? Trời Đế Thích bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vì sao Bát Nhã Ba La Mật Đa đối với trí nhất thiết có hợp có đắc? Thế Tôn dạy: Do Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm đối với trí nhất thiết như danh, tướng, vân vân, không nhận, không lấy, không trụ, không đoạn, không chấp, không bỏ, hòa hợp như vậy nhưng không được hòa hợp. Đối với tất cả pháp cũng lại như vậy, như danh, tướng, vân vân, không nhận, không lấy, không trụ, không đoạn, không chấp, không bỏ, hòa hợp như vậy nhưng không được hòa hợp. Khi ấy trời Đế Thích lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thật kỳ lạ, bạch Thiện Thệ, thật hy hữu, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, vì tất cả pháp không sanh không diệt, không tạo không thành, không đắc không hoại, không tự tánh, cho nên xuất hiện ở thế gian. Tuy có hòa hợp, có chứng đắc, nhưng không hòa hợp, không chứng đắc. Nghĩa lý như vậy thật bất khả tư nghị, chỉ có Phật Thế Tôn mới thuyết được. Bấy giờ cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu khi đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm khởi tưởng như vậy, Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm hòa hợp hoặc không hòa hợp với tất cả pháp, thì đại Bồ Tát này đều bỏ, đều xa Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm. Phật dạy: Thiện hiện, lại có nhân duyên khiến cho các đại Bồ Tát xả bỏ xa lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa, đó là khi vị ấy tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa lại vọng tưởng như vậy. Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm vô sở hữu, chẳng chân thật, không kiên cố, không tự tại, thì đại Bồ Tát này xả bỏ xa lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật: Nếu khi đại Bồ Tát tin tưởng Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm thì không tin pháp nào? Phật dạy: Thiện hiện, nếu đại Bồ Tát tin tưởng Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm thì không tin sắc, không tin thọ tưởng hành thức, cho đến không tin trí nhất thiết,
không tin chế đạo tướng trí nhất thiết tướng. Cụ Thọ Thiện hiện lại bạch Phật, vì sao khi Đại Bồ Tát tin Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm lại không tin sóc cho đến không tin trí nhất thiết tướng? Phật dạy, Thiện hiện khi các Đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm, quan sát tất cả sắc cho đến trí nhất thiết tướng bất khả đắc, tùy tin Bát Nhã Ba La Mật Đa nhưng không tin sắc cho đến trí nhất thiết tướng. Như vậy Thiện hiện khi các Đại Bồ Tát tìm Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm thì không tin sắc cho đến không tin trí nhất thiết tướng. Hết quyển thứ 505.